Cách đây không lâu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có một phen bất ngờ khi xuất hiện thông tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức gia nhập câu lạc bộ Yokohama của Nhật Bản. Thông báo chính thức của câu lạc bộ này cũng đã được đăng tải trên trang chủ của họ vào sáng sớm ngày hôm nay. Như vậy, Công Phượng sẽ bắt đầu hành trình mới ở chính nơi anh từng thi đấu không mấy thành công 6 năm trước. Anh sẽ tiếp nối Quang Hải, trở thành cầu thủ tiếp theo của Việt Nam ra nước ngoài chinh chiến trong năm nay. Và có lẽ đây là nguyên nhân lý giải cho việc vì sao tiền đạo 27 tuổi không được huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là ông Park Hang-seo triệu tập cho chiến dịch AFF Cup. Trước đó, ông Park cũng từng tiết lộ Công Phượng đã chủ động gọi để xin chiến lược gia Hàn Quốc không tham gia cùng đội tuyển. Có lẽ nguyên nhân là do anh đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ và chuẩn bị mọi thứ cho hành trình của mình ở Nhật sắp tới. Và rõ ràng, với việc tham gia một câu lạc bộ tại xứ sở mặt trời mọc vẫn khiến người hâm mộ an tâm hơn so với gia nhập những câu lạc bộ tại châu Âu như những lần trước đó của Công Phượng. Và hôm nay, hãy cùng bình luận viên Mai Anh Tài đánh giá xem cơ hội để Công Phượng tỏa sáng ở Nhật ở độ tuổi 27 là cao không nhỉ? Nói thêm về thương vụ chóng vánh của tiền đạo gốc Nghệ An với câu lạc bộ Yokohama. Sau quá trình đàm phán kéo dài khá lâu, Công Phượng đồng ý sẽ gia nhập Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng G-League 1. Trước khi đồng ý đến với Yokohama, Công Phượng đã được nhiều đội bóng Việt Nam muốn đưa về thi đấu. Nhưng chân sút này có định hướng khác, vừa để ổn định sự nghiệp, vừa được gần gũi bên gia đình. Tới đây, anh sẽ sang Yokohama và đưa vợ con sang sinh sống dài hạn. Và thông tin chính thức đã được công bố vào rạng sáng ngày 25 tháng 12 trên trang chủ câu lạc bộ Yokohama thông báo chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Hợp đồng giữa Công Phượng và câu lạc bộ Yokohama kéo dài 3 năm. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Người có thời hạn hợp đồng dài thứ hai với một câu lạc bộ nước ngoài là Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Pau FC của Pháp. Và trên trang chủ của mình, câu lạc bộ cũng đã có những thông báo với bày tỏ sự tin tưởng vào màn trình diễn của Công Phượng trong thời gian sắp tới. Chúng tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã quyết định gia nhập Yokohama từ Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam. Cậu ấy đã từng có kinh nghiệm chơi bóng ở đất nước này và cả tại châu Âu, nên chúng tôi tin chắc cậu ấy sẽ không gặp quá nhiều khó khăn tại đội bóng mới. Công Phượng cũng đã có phát biểu đầu tiên với tư cách là một cầu thủ câu lạc bộ Yokohama. Anh nói: "Tôi rất vui khi gia nhập Yokohama. Đây là khởi đầu mới, một chương mới trong sự nghiệp của tôi. Dù phải đối mặt với giải đấu mới, làm quen với các đồng đội mới và đối diện với những thử thách mới, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công. Tôi sẽ cố gắng hết mình vì câu lạc bộ Yokohama. Hãy ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu sắp tới. Tôi rất háo hức được gặp các bạn." Đây là chuyến xuất ngoại thứ tư của Công Phượng. Trước đó, anh khoác áo câu lạc bộ nước ngoài là Mito Holyoke của Nhật Bản, Incheon United của Hàn Quốc và Sinchuden của Bỉ. Ở mùa giải 2022, Công Phượng có phong độ khá ổn định trong giai đoạn đầu khi ghi được 5 bàn thắng tại V-League. Giai đoạn sau, thời gian thi đấu của tiền đạo quê Nghệ An khá hạn chế do dính chấn thương háng. Khi kết thúc mùa giải, Công Phượng cũng dành thời gian để tập luyện, hồi phục hoàn toàn chấn thương háng trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Vì vậy anh không góp mặt ở AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam. Để khẳng định cho việc liệu Công Phượng có thành công hay không, chúng ta cần phải có những cái nhìn rõ hơn về câu lạc bộ Yokohama này. Câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1999 sau khi sáp nhập của hai câu lạc bộ G-League là Yokohama Fluegen và Yokohama Marinos năm trước đó. Yokohama FC chủ yếu thi đấu ở giải hạng 2 của hệ thống giải bóng đá Nhật Bản. Năm 2007, Yokohama FC thăng hạng lên chơi ở G-League 1 sau khi vô địch G-League 2 ở mùa 2006, nhưng họ nhanh chóng phải xuống hạng vào mùa 2008. Sau mùa 2 năm, Yokohama FC lại thăng hạng G-League 1 nhưng xuống hạng ngay mùa sau đó. Nhìn chung thì thực lực Yokohama không được đánh giá cao so với mặt bằng chung các đội của G-League 1. Đội hình của Yokohama có 7 ngoại binh, 6 trong số đó là người Brazil. Công Phượng là ngoại binh châu Á đầu tiên của đội bóng thành phố Yokohama ở mùa giải này. Giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình của Yokohama là tiền vệ Sansuke Nakamura. Ở tuổi 44, Nakamura đã chơi 480 trận cấp độ câu lạc bộ trong sự nghiệp và ghi được 79 bàn. Nổi bật có 4 mùa giải đá cho câu lạc bộ Celtic của Scotland. Ở hàng tiền đạo, Yokohama đang là có 10 cầu thủ được đá tiền đạo cắm, tiền đạo cánh và hậu công. Điều này hứa hẹn viễn cảnh cạnh tranh khốc liệt của Công Phượng ở G-League mùa tới, nhất là khi Yokohama FC phải dốc hết sức để đua trụ hạng. Nhưng rõ ràng với những phát biểu của tiền đạo này chưa bao giờ, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự tự tin của Công Phượng khi gia nhập câu lạc bộ mới. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì cách đây 6 năm, Công Phượng cũng đã có khoảng thời gian thi đấu tại đất nước này. Đó là vào tháng 1 năm 2016, Công Phượng gia nhập câu lạc bộ Mito Holyoke để thi đấu tại giải G-League 2 theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của cầu thủ này không mấy suôn sẻ khi anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Quãng thời gian ở Nhật Bản không dài, song cầu thủ gốc Đô Lương vẫn dành cho Mito Holyoke nhiều tình cảm. Trong lần xuất ngoại tới Nhật Bản đó,
Công Phượng chỉ được thi đấu 5 trận nhưng có tới 4 lần ra sân từ bằng ghế dự bị. Thực tế cầu thủ này chỉ được chơi 80 phút trong suốt 1 năm qua câu lạc bộ Mito Hollyhock. Hình ảnh khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ nhất về anh thời điểm đó có lẽ là hình ảnh mà tiền đạo số 10 đi phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm. Dù biết đây là công việc bất kỳ cầu thủ nào cũng phải làm tại câu lạc bộ, nhưng nó cũng đã tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ ở Việt Nam cách đây vài năm. Người hâm mộ cho rằng chuyến xuất ngoại đó hủy hoại cả một tương lai của bóng đá Việt Nam. Họ chỉ trích bầu Đức và tấn công câu lạc bộ Mito Hollyhock một cách mạnh mẽ. Cuối cùng, trước sức ép và bản thân của Công Phượng cũng cảm thấy mình không còn phù hợp, nên cả hai nói lời chia tay. Và sau đó, anh gia nhập một câu lạc bộ tại nước láng giềng của Nhật, đó là câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc. Dù nó cũng chẳng mấy thành công. Dù những chuyến xuất ngoại trước đó của Công Phượng không được xem là thành công, nhưng rõ ràng nó đã giúp anh tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và được câu lạc bộ Yokohama đánh giá rất cao. Việc đã có kinh nghiệm thi đấu tại Nhật Bản sẽ giúp cho khả năng thích nghi của anh tại đội bóng mới được rút ngắn. Ngoài ra, việc hòa nhập với các đồng đội cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Dù đã 27 tuổi, nhưng rõ ràng luân xuất ngoại này của Công Phượng được kỳ vọng rất cao. Công Phượng đã quá hiểu những câu lạc bộ nước ngoài cần gì ở anh và anh cũng biết để làm cho họ cảm thấy hài lòng. Việc anh quyết định gia nhập một câu lạc bộ đang chinh chiến ở Nhật Bản cũng được xem là bước đi an toàn hơn rất nhiều so với việc gia nhập một đội bóng ở Bỉ như vừa qua. Dù nền bóng đá Nhật Bản vẫn hơn chúng ta rất nhiều, nhưng so với bóng đá châu Âu, khoảng cách vẫn là rất lớn. Vì thế việc Công Phượng được đảm bảo bằng một bản hợp đồng 3 năm chính là một bước đi an toàn. Dựa vào tình hình nhân sự hiện tại của Yokohama, tại vị trí mà Công Phượng đang thi đấu, có rất nhiều cái tên cạnh tranh. Vì thế chắc chắn Công Phượng phải nỗ lực chiến đấu mới mong có một suất đá chính tại đây. Nhưng rõ ràng với kinh nghiệm và tài năng đã được kiểm chứng, cộng với độ tuổi 27 là một độ tuổi không còn quá trẻ, cũng chẳng thể gọi là lúng tuổi. Vì thế, anh sẽ dễ dàng có được sự tin tưởng từ huấn luyện viên trưởng để phát huy và thể hiện bản lĩnh của mình. Có thể thấy rằng ở tuổi 27, niềm khát khao chinh phục của Công Phượng vẫn còn rất lớn. 6 năm trước, cho lần đầu tiên anh xuất ngoại, có thể người hâm mộ sẽ thấy lo lắng rất nhiều cho anh. Những thời điểm này, Công Phượng đã thực sự trưởng thành và cũng có cho mình những kinh nghiệm dày dặn trong việc xuất ngoại để thi đấu. Vì thế chuyến đi lần này của Công Phượng, người hâm mộ sẽ không còn lo lắng nhiều như trước, mà thay vào đó sẽ là sự kỳ vọng. Kỳ vọng vào một màn tỏa sáng của tiền đạo từng khiến cho người hâm mộ say đắm trong từng bước chạy. Và trên hết, người hâm mộ sẽ đặt kỳ vọng vào việc Công Phượng cũng như là Quang Hải sẽ trở thành những đầu tàu đưa nhân tài Việt Nam tiếp tục vươn ra biển lớn.